Yến giới thiệu về mình chút đi. Alo, Cô nghe nè, bây giờ Yến giới thiệu về mình đi. dạ vâng ạ, cháu chào cô. Cháu tên là Trần Thị Yến, cháu là bạn của Thanh ạ. Yến đến từ đâu? Cháu ở Yên Bái ạ. Yến ở Yên Bái đúng không? Ok Yến, Yến muốn hỏi gì nào? Vâng, cháu muốn hỏi là cháu đang muốn tìm hiểu về cái sản phẩm như Willnet này. Cháu thấy bạn Thanh bạn giới thiệu cháu đang bị bệnh ung thư phổi ạ. Cháu bị hay ai bị? Cháu bị ạ. Lâu chưa? Cháu bị được cháu biết điều trị được 7 tháng rồi ạ. À, thế à? Vâng ạ. Vâng, thì cháu thấy bạn Thanh em cháu đang điều trị thuốc Tây. Thì cháu thấy bạn Thanh nghe bạn ấy giới thiệu là cháu nên dùng cái sản phẩm này để hỗ trợ ấy. Vâng, thì cháu muốn hỏi cô xem nào cháu có thể dùng được không? Yến năm nay nhiêu tuổi Yến? Cháu năm nay 34 tuổi ạ, cháu sinh năm 1987 ạ. Ok Yến, vậy là ung thư phổi là phát hiện ra 7 tháng rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi ngoài cái ung thư này thì Yến còn bị bệnh gì nữa không? Dạ không ạ, cháu đi khám thì bác sĩ bảo là cháu không có bệnh gì nữa, cháu chỉ bị ung thư phổi thôi. Thế thì mình triệu chứng như thế nào? Tại sao mình lại phát hiện ra là mình ung thư phổi? Lúc cháu sinh xong thì cháu cứ bị đau vai ạ, đau đằng sau vai với chỗ đau huyệt phổi ạ. À, thế là Vâng mình mới sinh em bé hả? ạ. Vâng ạ, cháu sinh em bé được hơn một tháng thì bắt đầu thấy đau. Tức là đầu tiên Vâng. nó đau vai à? Vâng ạ, đau đằng sau vai ạ. Rồi, rồi tiếp theo nó như thế nào nữa? Xong cháu đi khám được, cháu cứ ở nhà, cháu cứ đầu tiên là cháu điều trị ở trên này thì không được. Vì cháu đi khám thì ở trên Yên Bái thì họ không phát hiện ra ấy. Đến tận cháu được 3 tháng. Em bé nhà cháu được 3 tháng thì cháu về Hà Nội thì chụp thì bác sĩ bảo là cháu bị ung thư phổi mà di căn vào xương. Thế Vâng nhưng ạ. mà khi mà đấy nó có mỗi cái triệu chứng là nó đau vai thôi à? Vâng ạ, cháu chỉ bị đau vai thôi, xong rồi là cháu cứ ở trên này thì bác sĩ bảo là cháu bị đau dây thần kinh, thế là cháu đi chữa thuốc nam. Thế là nó cứ đau xuống dưới mông ấy. Nó kéo xuống dưới chân. Đấy. Triệu Vâng. chứng đau như thế nào? Triệu chứng là đau từ trên vai này. Đau từ trên bên vai phải này, đầu tiên nó đau vai phải này. Vâng. Xong nó đau xuống. Càng ngày nó Vâng. càng đau hơn à? Vâng, càng ngày nó càng đau mà chân tay nó cứ hay bị tê bì ấy. Đau Vâng. vai, chân tay, tê bì. Có mất ăn mất Vâng. ngủ rồi có ấy không? Có Thùy cháu bị ơi, cái lúc đấy cháu từ bị thì cháu cũng bị sút cân nhẹ thôi ạ. rồi ok. Bị sút cân nhẹ thôi đúng không? Rồi dài à, Vâng. bây giờ này ở đây đang có bác sĩ Thanh Thủy và bác sĩ Thanh Thủy cũng có phải đi làm, thì đây là chắc là bác sĩ Thanh Thủy muốn giúp bạn Yến đúng không? Vâng, em xin 5 phút thôi bởi vì em chuẩn bị đến giờ đi làm rồi. Ok. Yến ơi, cho chị hỏi em chuẩn đoán chính xác của cái ung thư phổi này là em chuẩn đoán ở bệnh viện nào hả Yến? Em chẩn đoán là ở bệnh viện K3 Tân Triều ấy ạ. Lên đấy là người ta sinh tiết cho em và trả lời cho em kết quả là ung thư phổi đúng không? Dạ. Lên trên đấy là bác sĩ đã sinh tiết cho em và trả lời cho em là bị ung thư phổi rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy là cái kết đấy là cái chuẩn đoán vàng rồi nhé, chuẩn đoán Vâng. vàng rồi, bởi vì bệnh viện ung thư bệnh viện K là bệnh viện tuyến cuối để chuẩn đoán ung thư và em đã có sinh tiết thì chứng tỏ rằng cái đấy là cái chuẩn đoán của em là đúng. Thế thì Vâng ạ. em bác sĩ ở trên đấy là phương pháp điều trị cho em là bằng phương pháp nào? Bác sĩ điều trị cho em thì là lúc đầu thì là bác sĩ xạ cho em 10 mũi vì là lúc đấy là em bị đau xương ấy, đau đau phần mông với lại phần lưng với phần vai. Thì bác sĩ xạ cho em 10 mũi. Sau đó là em có được thử cái mẫu gen ấy. Cái mẫu gen thì em hợp với cái đấy gọi là nó gọi là thuốc đích ạ. Em hợp với cái thuốc đích đấy thì chính xác của bệnh của em nó là em tìm hiểu thì nó là tế bào không tế bào nhỏ. Vâng,
Thế là bác sĩ cho em uống được uống cái thuốc thuốc đích của thế hệ một đấy, nó là thuốc viên, thì mỗi ngày em uống một viên. Em thì bác sĩ bảo là em không mổ được nữa vì là em bị di căn vào xương rồi ạ. Thế thì Vâng. chị cũng thứ nhất là chia sẻ với em, đương nhiên rằng con rất là nhỏ mà bị bệnh như thế này thì tinh thần của Vâng. mình nó cũng không thoải mái, và thứ hai sức Vâng. khỏe của mình cũng không đảm bảo. Tuy nhiên cái gì nó cũng có cái giải quyết hết, em cũng không quá lo lắng, bởi vì những người mà bị ung thư thì cái tinh thần rất là quan trọng. Thế nên là chị cũng nói với em rằng là em tham gia vào các buổi Zoom như thế này để thứ nhất em có cái kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho em, thứ hai nữa rằng là em có một cái tinh thần lạc quan. Cái tinh thần lạc quan rất là quan trọng em ạ. Và bên cạnh đó thì em đã có bác sĩ chuyên khoa, đấy là thuộc chuyên khoa rồi, em không thể đi chuyên khoa khác được. Đấy là thuộc chuyên khoa về điều trị ung thư rồi thì em bắt buộc em phải theo bác sĩ về chuyên khoa để mà điều trị cho em, giúp cho em là những cái tế bào đó nó không bị, có nghĩa là nó không di căn sang những cái phần khác nữa. Đây là chẳng qua là em chẩn đoán nó muộn quá, thế nên là em để đến cái giai đoạn mà nó ung thư sang, nó di căn sang bên. Em có nghe thấy chị nói không mà chị không thấy mọi người nhỉ? Có, Nghe em vẫn nghe nghe chị nói rõ, mà. nghe rõ. thì là em phải theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ ở trên bệnh viện ca Yến nhá. Bên cạnh Vâng. đó thì em phải bổ sung, em phải chăm sóc sức khỏe của em tuyệt đối, thứ nhất là bằng những cái bữa ăn lành mạnh. Bữa ăn lành mạnh là em phải lựa chọn những cái dòng thực phẩm nó có cái chẳng hạn như là ở quê mình ấy, thì cái dòng thực phẩm thì đương nhiên là nó cũng sẽ chất lượng hơn là ở trên phố mình phải đi mua siêu thị. Nhưng Vâng. hôm nay em bắt đầu mới vào trong cái Zoom này đúng không, hay là em vào Vâng. mấy hôm rồi, em đã tham gia được Đúng mấy buổi về học dinh dưỡng rồi? Đúng rồi, hôm nay em mới vào thôi chị ơi. Hôm nay em mới vào, thì hôm nay em Vâng. mới vào thì là em tham gia cái buổi hôm nay là buổi đọc sách của người Do Thái dạy con, chính vì thế em chưa có được cái nhiều cái kiến thức về dinh dưỡng, đấy chưa có cái nhiều kiến thức về dinh dưỡng. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai thì em nên tham gia vào những cái buổi như này, và em trực tiếp là gặp bảo trợ của em, bạn ấy sẽ gửi cho em những cái video về dinh dưỡng. Nhưng ở trong tất cả những cái phương pháp điều trị của em ở bác sĩ ấy, thì em Vâng. vẫn phải bắt nguồn từ cái việc mà chăm sóc sức khỏe của mình bằng một cái dòng sản phẩm dinh dưỡng. Đấy, ngoài cái chế độ ăn của em thì nó không thể đáp ứng đủ cái dòng dinh dưỡng cho cơ thể của em. Bây giờ em phải xác định rằng là em phải nuôi dưỡng cơ thể này, xong em phải mang một cái bệnh thì em cái năng lượng, cái dinh dưỡng nó phải là gấp đôi lên những cái người bình thường này. Trong khi đó em lại nuôi con mới được 3 tháng đúng không? Thế nên Vâng. là cái nguồn dinh dưỡng ăn của em, bổ sung của em bây giờ là không bao giờ đủ để mà nuôi dưỡng cơ thể của em, chứ đừng có nói rằng là giúp cho em khỏe mạnh và giúp cho em có sức khỏe để chống đỡ lại bệnh tật. Chính vì thế mà trong cái dòng, trong công ty của mình có cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện, và đặc biệt hơn nữa là chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh ung thư rất là tốt, bởi vì chị đã từng chăm sóc rất là nhiều bệnh nhân ung thư. Thứ nhất là sức khỏe cái em sẽ quay lại hỏi bạn bạn đã đưa em vào đây là cái combo của sức khỏe ấy, thì nó có dòng bột và dòng viên. Thì ở trong cái combo sức khỏe nó có cái viên tảo nâu này này em nhé, nó rất là Vâng. tốt và nó sẽ giúp cho cái tế bào lành của em được bảo vệ. Có nghĩa rằng hiện tại đến thời điểm này là em bị ung thư, và để mà ngăn ngừa những cái Ốc răng bên xương ấy, chẳng hạn như là như như vừa giờ em nói là di căn sang xương ấy, thì mình sẽ không để nó di căn tiếp sang những cái bộ phận khác nữa. Em Vâng. hiểu chị nói chưa? Đấy, Vâng. thì là ở trong công ty của mình có cái dòng dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe, nhưng đặc biệt nó lại có cái dòng tảo nâu này. Đấy, là một cái viên tảo nâu này nó sẽ giúp cho em là bảo vệ cái tế bào. Đấy, bảo vệ cái tế bào, và cái tế bào khỏe nó sẽ được bảo vệ, thì đương nhiên là những cái tế bào ung thư nó sẽ không 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 di căn sang những cái tế bào lành lặn của em nữa. Bác sĩ xạ trị cho em cũng chỉ bằng cái cách rằng là để diệt những cái tế bào ác đấy thôi. Đấy, nguyên tắc của bác Vâng. sĩ mà bây giờ đang dùng cho em cái phương pháp xạ trị và cái dùng cái thuốc đích ấy của thế hệ 3 như em nói đấy, là để là cái tế bào ung thư, cái tế bào ác nó không lan ra, nó không di căn sang những cái tế bào lành.
Chính vì thế mà em phải bổ sung cái dòng dinh dưỡng của công ty của mình, đó là Gwyneth Bioreferim, là cái bột nó sẽ nuôi dưỡng mô và mô cho em, nuôi dưỡng cái giúp cho em hàng ngày có một cái năng lượng khỏe mạnh. Thứ hai nữa rằng là cái viên tảo nâu này em muốn tăng lên. À, bình thường nó chỉ có ở trong cái combo bình thường nó chỉ có một một viên thôi cho một ngày thôi, nhưng em phải uống ít nhất tối thiểu của em cũng phải là thêm 3 viên nữa, bởi vì em ngoài cái bảo vệ, ngoài cái sức khỏe của em ra thì em lại còn bảo vệ cái tế bào của em. Và bên cạnh đó thì nó có cái omega 3 này này em ạ. Cái omega 3 này rất là tốt. Trong cái quá trình vừa rồi ấy, thì là người ta cũng đã nghiên cứu cái omega 3 này nó sẽ làm tăng cái phân áp oxy trong phổi, bởi vì khi mà bị ung thư ấy thì cái phân áp oxy ở trong phổi nó sẽ giảm đi. Chính vì thế mà khi sử dụng cái omega 3 này thì nó tăng được cái lưu lượng phân áp oxy ở trong phổi, nó giúp cho cái phổi của em nó sẽ khỏe hơn. Thứ hai nữa rằng là nó chứa được cái nhiều cái oxy ở trong phổi hơn. Thứ ba nữa rằng là cái omega 3 này nó cũng đóng góp vào cái vai trò của cái đau xương của em ấy. Em ạ, nó rất là tốt. Ngoài cái hệ thống xương của mình, ngoài cái canxi là chủ đạo chính thì magie rồi là cái omega 3 này rất là quan trọng. Chính vì thế ngay ngày hôm nay em không phải nghi ngờ gì nữa. Em hãy đặt luôn cho mình cái bộ combo sức khỏe để em trải nghiệm và em uống một cách thật nghiêm túc. Thì chị khẳng định giữa cái điều trị của bác sĩ và cái chăm sóc sức khỏe nghiêm túc với của em với lại cái bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe của công ty mình. Và cái thứ hai ba nữa là cái điều rất là quan trọng đó là tinh thần của em. Đấy, và chị khuyên em rằng là sáng ngày ra thì em dành thời gian để vào trong cái room này để thứ nhất là mình học có kiến thức, thứ hai mình có một cái tinh thần giao lưu với mọi người cho nó vui vẻ em nhé. Vâng ạ, Thúy ơi, em cảm ơn chị. Thúy ơi, chị hỏi một tí này. Em Dạ. nói là cái bác và hiện nay là bác chị đang dùng thuốc cho bạn gọi là thuốc cái gì, thuốc X thế hệ 3 hả? Bây giờ Vâng, hiện thế tại hệ là 3. đầu tiên là em uống là thế hệ 1, bây giờ là em lại chuyển sang thế hệ 3 rồi ạ. Người ta gọi là thuốc X kiểu hả em? Đích chị ạ. Đích hả? Đích hả? Vâng. À, Thì thế cái này thì là thuộc về chuyên khoa của các bác sĩ điều trị chuyên biệt cho bệnh ung thư thì mình phải tuân thủ em nhé. Thế còn vâng là ạ. bên cạnh đó thì em chăm sóc cái dòng sản phẩm dinh dưỡng, những cái dòng sản phẩm dinh dưỡng ở bên ngoài kia nó chỉ mang tính chất là dinh dưỡng bổ sung, còn ở mình đây là dinh dưỡng này là nuôi dưỡng các tế bào, giúp cho các tế bào của em khỏe mạnh và không ngẫu Đây, nhiên mà em bị ở ung đây là cái thuốc thư. này em đang dùng đấy, thuốc đích đấy. Được rồi, cái thuốc đích này thì là thuộc chuyên khoa rồi, chúng ta không đề cập ở đây, mà chúng ta đề cập ở đây là cái vấn đề mà em chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như có rất là nhiều trên thị trường, có rất là nhiều sữa dành cho người bệnh ung thư, nhưng đấy Vâng. chỉ là cái dòng sản phẩm bổ sung cho mình cái dinh dưỡng giống như bữa ăn hàng ngày thôi. Nhưng ở bên mình là nó có dòng sản phẩm dinh dưỡng ngoài cái bổ sung ra thì là cái dinh dưỡng của mình nó là dinh dưỡng nuôi mô và tế bào, giúp cho những cái mô và tế bào của mình nó khỏe mạnh để mà làm sao mà nó chống lại bệnh tật. Và đặc biệt hơn nữa là những cái tế bào của em nó giống như một cái quả trứng như này này, nó giống như một cái quả trứng. Và khi mà em sử dụng cái dòng sản phẩm mà có cái viên tảo nâu này, nó sẽ giống như là một người, có nghĩa là lớp lớp màng bao bọc ở đây đấy, thì để cho những cái tế bào mà nó đang bị hỏng ấy, cái tế bào ung thư nó đang bị hỏng ấy, nó không xâm nhập sang cái tế bào lành mạnh của mình này. Nên là cái mục đích của chị em mình là chăm sóc cái dòng sản phẩm dinh dưỡng này để giúp cho cơ thể của em khỏe mạnh này, giúp cho các tế bào của em được được nuôi dưỡng này, nó sẽ trẻ hóa cái tế bào này và chống được những cái tế bào mà ung thư ấy để nó không lan Vâng. truyền ra những cái tế bào lành mạnh nữa em nhá. Nên em cứ mạnh dạn tự tin. Những cái trường hợp khác thì có thể là chị còn nói là em nên tìm hiểu, nhưng với trường hợp của em thì ngay và ngay bây giờ là em phải đặt luôn cho chị và về uống một cách nghiêm túc. Như em đã biết rồi, sức khỏe rất là quan trọng. Khi mà mình bị bệnh thì điều duy nhất mình nghĩ đến sức khỏe. Đừng đắn biết là bệnh nó sẽ rất là khó khăn về tiền, nhưng khi mà em có sức khỏe rồi thì em sẽ làm được nhiều thứ em nhé. Vâng. Ok. Em còn hỏi gì nữa không? Dạ vâng, dạ thôi chị ạ. Nhá. Vâng, Cảm vâng ơn em cảm ơn lời chị khuyên của chị là em phải sử dụng hiện tại đến thời điểm này thì chị làm ngành y thì chị không lựa chọn cái dòng sản phẩm nào khác để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, mà chị chỉ chọn cái dòng sản phẩm
VNS bên của mình, bởi vì nó có rất là nhiều cái tác dụng. Thứ nhất là nó là cái dinh dưỡng bổ sung, nuôi dưỡng cơ thể cho mình, thay thế bữa ăn hàng ngày. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại có cái điều tuyệt vời là nó phối kết hợp trong điều trị bệnh. Đấy, em phải nhớ là nó là phối kết hợp trong điều trị bệnh, như chị nói là cái omega 3 này, đúng không? Nó sẽ giúp cho em là cái phân áp oxy trong phổi nó sẽ được tăng lên, đúng không? Và nó giúp cho cái sự lưu thông máu về phổi nó cũng tốt hơn. Đấy, thế nên là em đặt luôn cái bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe 7 món. Đấy là một cái bộ sản phẩm rất là tốt, bởi vì cái ở trong đó nó có cái bột rau, nó có sẽ bột rau, vì khi mà em sử dụng thì là đương nhiên cơ thể của mình đang phải chịu một cái loại chất độc. Đấy, loại chất độc vào cơ thể, bởi vì là nếu như không không có những cái thuốc đấy thì không thể trị được cái ung thư ác tính. Thế nên là đành rằng là cơ thể của mình là đã đang phải chịu một cái chất độc vào cơ thể, thì em sử dụng cái dòng sản phẩm 7 món của mình. Đấy, chăm sóc sức khỏe toàn diện của mình đấy, có 7 hộp ấy, thì là cái bột rau nó sẽ giúp cho em là thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể này, đào thải được cái tố trong cơ thể của em, và đặc biệt hơn nữa là em đang ở trong cái giai đoạn điều trị thuốc ung thư, là một loại thuốc nó là con dao hai lưỡi. Đấy, nó là con dao hai lưỡi, nó tốt cho cái bệnh ung thư của em nhưng mà nó lại không tốt cho cái sức khỏe toàn diện của em nhé. Rồi chị đến giờ đi làm rồi, chị chào. Em chào chị Thủy, chào mọi người nhá. Em cảm ơn chị. Vâng. Cảm ơn. Đúng chủ đề nên là em muốn lên chia sẻ. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi Yến hôm nay rất là may mắn được bác sĩ Thanh Thủy chia sẻ rất là kỹ luôn. Vậy thì Yến mua ngay, rồi thì khi trong quá trình uống thì sẽ được các bạn sẽ hướng dẫn kỹ khi mua rồi về rồi là ta hướng dẫn cái cách mình sử dụng như thế nào, và đã lên sử dụng thì sử dụng đúng đủ đều và làm đúng như vậy thì chắc chắn là cộng với cái phương pháp đang điều trị của bác sĩ như vậy thì chắc chắn là nó rất là ok. Nhưng mà nhớ là này tập luyện dinh dưỡng tinh thần, nghỉ ngơi, bốn cái yếu tố đó, tức là tinh thần, như bác sĩ nói tinh thần cũng rất là quan trọng. Thay đổi cái bữa ăn dinh dưỡng của mình thì không có nên uống đồ ngọt nhé, không có uống các cái nước ngọt và cái gì mà cái chất ngọt. Mà ngọt ở đây ví dụ như trong cái của mình uống này, nó cũng là chất ngọt, nhưng ngọt ở đây là không phải là người ta bổ sung ngọt, đường ngọt vào, mà cái ngọt ở đây là cái từ cái rau củ quả tự nhiên, người ta gọi là đường phức. Như vậy thì cơ thể lại rất cần, cơ thể cần đường để tạo năng lượng, cần chứ không phải là không cần. Nhưng cái ngọt này là cái ngọt ngọt tốt. Thế rồi cái đạm thì mình ở đây là khi mình đã bị ung thư thì mình cần tăng năng lượng, mình cần tăng cái đề kháng, nhưng mình không có ăn các cái loại thịt đỏ, các cái loại thịt động vật, mà đấy là nó phát triển cái tế bào ung thư rất là kinh. Cho nên là mình sẽ uống, mình sẽ hiểu như vậy. Mấy cả cái mình uống thêm cái atacentin như bác sĩ nói là cực kỳ quan trọng nhé. Một trong một cái gói đấy thì nó chỉ có một viên atacentin như cái viên này, thì mình uống thêm như vậy là 3 viên, là mình nhai ra, đầu tiên nhai, nó chưa quen như nhai, nó hấp thu rất là tốt, nó cực kỳ là hiệu quả. Thế thì mình cứ cho, nếu không quen thì uống, còn như mình quen là mình nhai như ăn kẹo đó. Cái kẹo này là tảo nâu và cái trái việt quất, xong cái vỏ ngoài nó dai dai cứng cứng, như nhai một hồi nó quen thì nó thành ngon, thì nó hấp thu rất là tốt. Thì cái này bác sĩ đã phân tích rất là kỹ, đó là nó chống gốc tự do, bảo vệ tế bào, nó như một cái lớp màng để bảo vệ cái tế bào, để nó chống cái di căn. Mà bên cạnh đó là cái tế bào ung thư á, mà khi nó ăn các cái chất chống oxy hóa này quá nhiều là nó ăn đến mức mà giờ nó giống như nó bị bội thực và nó tự chết đi. Thì kết hợp như vậy thì quá là tuyệt vời nhé, tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi và tập thể dục đúng mức nhé, để tăng cái lượng oxy trong cơ thể, lưu thông máu huyết trong cơ thể là rất là tuyệt vời. Và nhớ không chỉ một buổi ngày hôm nay, bắt đầu từ sáng mai cứ 5 giờ sáng về đây nghe. Và cái chủ đề ngày mai là chủ đề về ung thư, ngày mai là chia sẻ về cái buổi thứ hai rất là quan trọng. Mình phải kiến thức sâu thì mình mới tin, lâu dài mình mới bảo vệ được cái cơ thể của mình. Cho nên bây giờ mình đã biết đến cái giải pháp này thì quá là ok rồi. Thật ra là mình cũng giúp được cho rất nhiều người bệnh nhân mà người ta bị ung thư, mà có cái giải pháp này thì nó kéo dài cái sự sống, kéo dài sống rất là ok. Rồi, ok Yến. Rồi cảm ơn cả nhà, hết giờ rồi. Chúng ta cùng bye mọi người. Chào cô nha.